tương lý cho mình, dọn lòng an tịnh bình, tiến cực lạc vô sanh niết bàn, giữ lòng trấn trực văn trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thân bần thủ phần nhàn, không ham thế sự tình an cõi lòng, lục căn chê ngữ nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dùm, không làm nhớ bẩn tinh thần, tranh lời chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình yên. Xin nhai cầu ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh vẫn giải bình chúng, gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa, chưa sanh hoặc đã sanh ra, thấy đều cộng hưởng xa phước lành. Nguyện không lừa gạt dối mắn, khinh người mẹ chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dưng kẻ là các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người, như lòng từ màu thanh tươi, trăm ngàn đắng vui cười, vì con giàu cho một mất một còn. Hồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương y tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu thì thanh thang, đòi tự mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bùa trần gần xa chúng sanh, trong cõi xa bà thoát vòng khổ não, vượt ra luân hồi, hàng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tâm lòng bác ái vị tha, gối nhuận tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương đồng pha, cả tư thù cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khiến chuyến tu tham thiền, nằm ngồi mà niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàng vô sanh, thay chân ca tụng tán thành, xuôi dòng thanh vức lữ hành nhập lưu, vượt lên đến đức thắng ưu, khai thông tuệ nhãn tầm sâu đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gươm màu, đoạn tuyệt tà kiến xá câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngữ nghiêng minh niết bàn. Chữ thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thấm mọi điều,
bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc chân khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã thảo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền. Có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng, cùng trời đao lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phạt cũng là bậc trời vô tương được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lành thấu, bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh lẫn chung hưởng được phước dung thanh nhà. Chúng sanh thế các hàng bản tăng trầu phước cung đường, hoa thành thực mùi hương thoa lặng. Con xin hướng qua này thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, cũng là thân thích tha phương, hoặc đã qua vãng hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thính cầu, xin mau tựu lại lành thấu qua này. Bằng ai xa cách chưa hay cầu, xin thiền chứng mạch ngay với cùng. Thầy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt ra rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đã thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thánh hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. U ca sa ma nhang phân tê, vi sung vi sung rakhana thaya, tì sa la ne na sa ha, văn cha si la ni ya cha ma. Đu ti yam pi ma nhang phân tê, vi sung vi sung rakhana thaya, tì sa la ne na sa ha, văn cha si la ni ya cha ma. Ta ti yam pi ma nhang phân tê, vi sung rakhana thaya, tì sa la ne na sa ha, văn cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo,
để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ nam mô nam mô phật tha nhá. Thay mặt đại chúng trong room, dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ. Thay mặt chư đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến nàng Phật tử chúng con, nam mô phật tha nhá. Dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hạnh ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato ngài bậc A-la-hán cao được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bồ Đàng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đàm Mạng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sàng Khang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đủ Tí Giàm Bi Bồ Đàng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đủ Tí Bi Thầm Măng Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đủ Tí Giàm Bi Sàng Khang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Đủ Tí Giàm Bi Bồ Đăng Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Đủ Tí Giàm Bi Thầm Măng Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính ba. Đủ Tí Giàm Bi Sàng Khang Saranam Gacchami, thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phật thăng Saranang Kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thamang Saranang Kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang Saranang Kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ Tí Giàm Bi Phật Thăng Saranang Kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đủ Tí Giàm Bi Thamang Saranang Kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đủ Tí Giàm Bi Sang Khang Saranang Kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta Tí Giàm Bi Phật Thăng Saranang Kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta Tí Giàm Bi Thamang Saranang Kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta Tí Giàm Bi Sang Khang Saranang Kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba.
Saranagam paripun năng phi tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phante dạ xin vâng. Banati bata veramani sikha padang sama yami. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự sắc. Adina dana veramani sikha padang yami. Con xin vâng giữ xa sự trộm cắp. Esmichaha chara veramani sikha padang sama yami. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự tà dâm. Mu sa wa da ve ra ma ni sa ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự nó. Su ra đắc tha na ve ra ma ni sa ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự tà dâm. Musa vada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự nói dối. Sura merayama cha pamatatana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sadhu gan katwa apamadane nicha kalang sammarakitappang. Chư thiện cho nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch phải vâng giữ hành theo chính trọn đời chẳng nên vui vui. Sila sugatan yante sila na phu samada sila na niputan yante tasma sila viso ha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật cho đỡ trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân. Ngài Đức Đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Và kính bạch chư đại đức tăng. Kính thưa quý tu nữ quần toàn thể đạo tràng và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới. Dạ, bát thân na xin được kính mời cô tu nữ Như Pháp ạ. Kính mời cô. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vinh Bát Thân Na.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Tăng. Và cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tự Duyên. Dạ con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Như Pháp kính chào Vinh Vát Tha Ná, kính chào Lê Thanh Sang, kính chào Ma Ha Ra Chá, kính chào Thâm Má Su Khá, mến chào cô Trần Đạo, mến chào Thi An Lạc, mến chào Thanh Thủy, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào ai kêu em đó, mến chào Thi Na, mến chào cô Cẩm Vân, mến chào cô Hành Kiểm, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huynh Vát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Rạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng được thính pháp của Thượng Tọa Giác Nguyên. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và trước khi chúng con ôn bài Pháp ai, Như Pháp mời đạo tràng cùng Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, trước khi con cung thỉnh Pháp Sư, con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng đã con đưa bài lên không kịp sửa dấu, không có đọc kịp nên mình sửa dấu Bali cũ, nên kính mong đạo tràng hoan hỷ đọc giúp nha. Dạ, con xin sám hối với Đại Đức Tịnh Đạt cũng như với quý ngài và đạo tràng. Dạ, do con nhiều việc quá con không có kịp đọc nên chỉ đưa bài lên, bây giờ đọc thì nó trễ rồi, không kịp sửa. Dạ, con xin quý ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ, bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vương lòng gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phụ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi gặp chốn nghi, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng
thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để giảng dạy cũng như hướng dẫn cho chúng con ôn tập cuối tuần câu Pháp Cú Kinh số 119 đến 112, 122, phẩm chính bà bát quát gá là phẩm ác. Như Pháp kính chúc đầu tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Dạ. Còn Như Pháp kính đầu tràng một buổi ôn tập ôn an vui. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, sa thú lành thai. À, xin hỏi quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Tại vì hôm nay Tịnh Đạt có sử dụng một cái micro gời á, thì không biết âm thanh nó có rõ hay không. Dạ, sa thú quan hỷ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. À, cô Nhật Quỳnh ơi, cô Nhật Quỳnh nói là bị lỗi phong Bali là cái phần kệ chánh kinh hay là phần tóm tắt của sư vị cô Nhật Quỳnh. À, câu kệ. Dạ. Dạ vâng vâng. À, câu kệ ngôn thì một chút xíu nữa sư sẽ cố gắng gửi cái phần câu kệ hoàn chỉnh cho con Nhật Quỳnh ha. Yeah. Bây giờ chúng ta hôm nay ngày Chủ nhật chúng ta sẽ tiếp tục cho cái buổi ôn tập cuối tuần. Hôm nay thì chúng ta ôn tập bốn câu kệ ngôn liên quan đến ba cái tích truyện duyên sự. Câu kệ ngôn số 119, số 120, số 121, số 122. Bốn câu kệ này nằm trong phẩm ác ba bá quát gác của Pháp Cú Kinh. Dạ, bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt này. Vậy được rồi, xa thú. Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đảnh lễ tam bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi sakkhato bhagavata dhammo Dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato savaka sangho Sanghaṃ namāmi. Dạ sa thú. Dạ một lần nữa con kính lễ chư tăng thượng tọa minh hạnh đại đức tề đức cùng quý vị đang hiện diện ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Một là hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cho buổi ôn tập cuối tuần với bốn câu kệ ngôn Pháp Cú ở phẩm ác ba bá quát gát. Trước khi đi vào cái buổi học thì lần trước Tịnh Đạt có nhận được cái sự cúng dường sơn màu nick ở trên bao thoát này đến từ cô Nhật Huỳnh, như là bây giờ là cô tu nữ Như Pháp và cô Thanh Thủy. Dạ, xin sa thú lành thai, chúc quý vị được sự an vui. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái bài ôn tập này. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 119. Phẩm ác ba bá quát gá, câu số 119.
Babo bi pasati parang Yawa babang na bacati Yada cha bacati babang Ata babo babani pasati Babo bi pasati parang Yawa babang na bacati Yada cha bacati babang Ata babo babani pasati. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Câu số 120. Patro bi pasati babang yawa patrang na bacati yada cha bacati patrang ata patro patrani pasati Patro bi pasati babang yawa patrang na bacati yada cha bacati patrang ata patro patrani pasati. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Người hiền thấy là ác khi nghiệp chưa khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Câu số 121. Mappa manye ta basa Na mang tang agamisati Uda bindu nibate na Uda kumpho bi burati Balo burati babasa Thoka thokang bi aji nang Mapa manye Ta bang agamisati Uda bindu nibate na Uda kumbi po burati Balo bura Thoka thokang bi ang Chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Câu số 122. Mà wa mà nhê ta buồn nhá xa, na măng tăng ngá gá mê sa ti. Uda bindu nibate na Uda kompo bi burati Thiro burati bunyasa Thoka thokang bi ajinang Mawa manyeta bunyasa Na mangtang agamisati Uda bindu nibate na Uda kompo bi burati Thiro burati bunyasa Thoka thokambi ajinang Chớ chê khinh điều thiện Cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từng giọt Rồi bình cũng đầy tràn Người trí chứa đầy thiện Do chất chứa dần dần Chớ chê khinh điều thiện Cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từng giọt Rồi bình cũng đầy tràn Người trí chứa đầy thiện Do chất dần dần Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu Nam Mô Bụt Thầy Giá Sa Thú Sa Thú Kính thưa quý vị Ngày hôm nay chúng ta ôn tập Tầng là 4 câu kệ ngôn Pháp Cú Nhưng vì câu kệ ngôn Pháp Cú số 119 Và số 120 có cùng một cái nội dung duyên sự cho nên chúng ta tuy rằng
bốn câu cấp cứu nhưng chỉ có ba cái duyên sự mà thôi. Vì rằng hôm nay có một bạn, một vị mới vào sinh hoạt, cho nên Tịnh Đạt xin nói lại cái cách ôn tập cuối tuần này. Tức là bây giờ chúng ta đã ôn tập tập thể một lượt bốn câu kệ ngôn pháp cú bằng Pali bằng tiếng Việt. Sau cái phần ôn tập tập thể này, sư Tịnh Đạt sẽ mời quý vị chọn cho mình một câu trong bốn câu. Chúng ta sẽ đọc lại phần Pali cũng như là phần dịch nghĩa tiếng Việt, kèm theo đó là cái phần tóm tắt duyên sự, tóm tắt duyên sự tương ứng với cái câu kệ ngôn đó. Mỗi vị sẽ có một lượt, nếu như quý vị nào có cái sự siêng năng, có cái nhiệt tâm, thì quý vị sau khi hết một lượt mà vẫn còn thời gian, thì xin quý vị chúng ta lại tiếp tục chọn cho mình một câu kế tiếp. Chúng ta đang nói về, chúng ta đang ôn tập về bốn câu kệ ngôn pháp cú trong phẩm ác Papa Quốc Giá. Một lần nữa thì Tịnh Đạt xin nhấn mạnh rằng phẩm ác tuy là cái tên nó không có hay, không có tốt, ác xấu, nhưng không có nghĩa là đây là cái phẩm không tốt, không tốt, mà là liên quan đến những cái nội dung mà Đức Phật ngài muốn nói về cái việc thiện và việc ác, những cái thiện phước và những cái người mà làm những cái điều không tốt, điều ác xấu, cũng như là nói về cái việc làm thiện sẽ được cái quả tốt lành, còn làm ác thì chịu quả khổ đau. Có cùng cái nội dung như vậy, cho nên được sắp xếp lại gần với nhau, trở thành một cái phẩm được đặt tên đó là Papagá, phẩm ác. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái điều kiện tốt nhất để cùng nhau ôn tập, lặp lại, trùng tụng lại những cái lời kinh Phật dạy, cũng như là ôn lại cái duyên sự, tóm tắt lý do tại sao mà Đức Phật ngài nói lên cái câu kệ ngôn này. Và một lần nữa xin mời các vị chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập ạ. Vị đầu tiên xin kính mời cô Rạng Đông. Dạ, xin mời cô. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Tế Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin chọn câu số 119. Pa Pu Vi Pa Sa Ti Pha Trăng Gia Hoa Pa Bằng Na Pắc Cha Tí Gia Đà Cha Pắc Chát ti pa bằng a ta pa bồ pa pa ni bát sa ti pa bồ bi bát sa ti phát rằng già qua pa bằng na bát chát ti gia đà bát chát ti pa bằng a ta pa bồ pa pa ni bát sa ti. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ấy mới thấy ác. Người ác thấy là hiện, khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và thưa sau đây con xin kính đọc duyên sự tóm tắt của câu 119. Ông cấp cô độc, Thá Bình Đi Cá, phát tâm bố thí, rất trong sạch. Để hộ tăng chúng, đã dùng hết phần lớn gia sản của ông. Không phải ông không còn của cải, nhưng vì những người thiếu nợ, không trả tiền đúng hẹn. Lại thêm tài sản bị thiên tai, nên ông không còn đủ khả năng cúng dường những vật dụng cao quý như ban đầu. Một lần có vị thiên nữ cư ngụ trong khuôn viên nhà ông,
có ý ngăn cản nên đã chỉ trích ông là phung phí tiền của. Nhưng ông không màng biết đến và cứ tiếp tục cúng dường để hộ độ Tam Bảo. Sau cùng, vị thiên nữ đó đã ăn năn, xin được sám hối vì có lỗi phạm đến Tam Bảo và cũng xin ông bá hộ tha thứ và cho phép tiếp tục cư ngụ chỗ cũ. Qua đó, Đức Phật ngợi khen hạnh bố thí của ông Na Tha Bình Lý Cá và khuyến dạy rằng trong đời này, một kẻ làm ác, họ chỉ chấp nhận là ác khi mà họ phải lãnh chịu quả khổ đau của ác nghiệp trổ sanh, còn một người bắt đầu làm việc thiện, tuy họ vẫn gặp khó khăn do ác nghiệp quá khứ, nhưng khi quả thiện chín mùi, thì chừng ấy họ sẽ được an vui. Dạ thưa hết, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, sa thú lành thai, cảm ơn chị Rằng Đông. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý Phật tử. Dạ, xin đọc bài Pháp Cú 122. Dạ, cảm ơn mình. Ma qua mình nhé tháp buồn nhạt ra Nam măng tăng a gam mi sa ti U đà bình đu ni ba tê na U đà cầm phô pi pô ra ti Thi rô pô ra ti buồn nhạt ra Thô ca thô căng bi a chi năng Mà hoa mạnh nhẹ thà buồn nhà xa Na măng tăng gạo mi xa thi U đa bình đu ni pa tê na Uda kumpo pipurati Tiro purati punyatsa Toka tokang pi achinam Chớ chê khinh điều thiện Cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từng giọt Rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một lần được nghe Đức Phật thuyết pháp để đề cập đến việc chung tay hùng phước cúng dường là cách làm phước mang đến nhiều quả an vui. Người thiện nam nọ đã xin một ngày đặt bát đến Đức Phật và tăng chúng và đã đi khắp làng của mình cổ động cho mọi người cúng dường vật thực. Kẻ ít người nhiều tùy theo khả năng. Khi đến nhà một trưởng giả, ông trưởng giả tỏ ra khó chịu vì nghĩ rằng thỉnh chi đông đảo tăng chúng rồi đi kêu gọi khắp nơi, nhưng rồi ông cũng đóng bước, nhưng chỉ một phần rất nhỏ. Đến lúc mọi việc đã hoàn tất tốt đẹp, người thiện nam trưởng nhóm họp tất cả lại để tỏ lòng tri ân. Ông trưởng giả cũng đến dự, nhưng với ý định sẽ giết người trưởng nhóm nếu vị này có lời khinh rẻ ông. Tuy nhiên, người thiện nam trưởng nhóm vẫn tán thán đồng đều tất cả mọi người và cầu chúc mọi người được hưởng phước báo dồi dào. Ông trưởng giả cảm thấy ăn năn và xin được sám hối
Qua đó Đức Phật dạy trong việc làm phước không nên khinh thường. Việc làm phước nhỏ nhen quả thật đối với bậc hiền trí. Việc làm phước giống như cái bình không đậy nắp, hứng những nước mưa cứ liên tục hứng mãi thì bình ắt phải đầy. Dạ hết. Dạ cảm ơn chị Rằng Đông đã bắt bài. Dạ huynh Quách Thanh Á. Dạ bây giờ tự nhiên thấy chị Cẩm Vân. Dạ kính mời chị ạ. Dạ sa thú lành thai, kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tăng Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 120. Patro pi pat sa ti pa pang ya wa pat rang na pat cha ti ya da cha pat cha ti pat rang a tha patro pat ra ni pat sa ti patro pi pat sa ti pa pang ya wa pat rang na pat cha ti ya da cha pat cha ti pat rang Atha Bát Rô Bát Ra Ni Bát Sa Tế. Người thiện thấy là ác khi thiện nghiệp chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Người hiền thấy là ác khi thiện nghiệp chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ông cấp cô độc á na thá bin đi cát đi cá phát tâm bố thí tất cả rất trong sạch để hộ độ tăng chúng, đã dùng hết phần lớn gia sản của ông. Không phải ông không còn của cải, nhưng vì những người thiếu nợ không trả đúng hẹn, lại thêm tài sản bị thiên tai, nên ông không còn đủ khả năng cúng dường những vật vụn cao quý như ban đầu. Một lần có vị thiên nữ cư ngụ trong khuôn viên nhà ông, có ý ngăn cản nên đã chỉ trích ông là phung phí tiền của. Nhưng ông không màng biết đến và cứ tiếp tục cúng dường để hộ độ tam bảo. Sau cùng vị thiên nữ đó đã ăn năn, xin được sám hối vì có lời xúc phạm đến tam bảo, và cũng xin ông bá hộ tha thứ và cho phép tiếp tục cư ngụ chỗ cũ. Qua đó Đức Phật ngợi khen hạnh bố thí của ông Ana Tha Pin Đi Cá và khuyến giải rằng trong đời này một kẻ làm ác, họ chỉ chấp nhận là ác khi mà họ phải lãnh chịu quả khổ đau của ác nghiệp trổ sanh. Còn một người bắt đầu làm việc thiện, tuy họ vẫn gặp khó khăn do ác nghiệp quá khứ, nhưng khi quả thiện chín mùi rồi thì chừng ấy họ sẽ được an vui. Và Cẩm Vân đã đọc xong. Và mến mời bàn tay của Sĩ Trần Đạo. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tăng Ma Giá, Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức Đại Đức Tịnh Đạt cùng sư tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 121 ạ. Mập ba man nhê thả ba
bindu ni ba te na da kung do bi bu ra ti ba lo bu ra ti ba ma ti sa thu ta thu tăng bi a chi na chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi mình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một vị tỳ khưu nọ không lưu tâm đến lỗi lầm nhỏ này mà thầy thường hay phạm phải. Vị ấy có tánh thường phung phí trong vật dụng, mặc dầu các vị khác nhiều lần khuyên giải nhưng vị ấy vẫn cố chấp không sửa sai, vẫn một mực bỏ lửng không để ý đến. Khi câu chuyện đến tai Đức Phật, trước mặt Đức Phật vị ấy cũng cố gắng chống chế mà nói rằng ta không nên quá quan tâm đến những lỗi lầm nhỏ mọn như thế. Đức Phật khuyến giải thầy không nên xem thường lỗi lầm, dầu mỗi nghe thế nào, như cái bình không đậy nắp để ngoài trời mưa, dầu rằng một giọt nước ít ổn làm đầy bình được. Nhưng nếu trời cứ mưa đi mưa lại mãi thì bình sẽ tràn đầy nước mưa. Kẻ tạo nghiệp ác cũng như thế, cứ ngày một, ngày hai, lần lần các nghiệp ác lớn nhỏ sẽ chồng chất dồn lại, sẽ thành một đống lớn. Dạ, cảm ơn chị Trang Đông đã bóp bài ạ. Dạ, xin gửi mic lại cho những kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Nữ hiện diện trong Zoom ạ. Con xin đảnh lễ Thượng Tọa Minh Đạt, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô nữ Tuệ Duyên. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc câu Pháp Cú 119 ạ. Bà Pô Pi Pát Sa Ti Tha Ya Cha Pa Pang Na Pak Cha Ti Ya Da Cha Pak Cha Ti Pa Pang A Tha Pa Pô Ta pa po pa pa ni pa sati ba bo pi pa sati sati tha rằng ya cha pa bang na pa chati na da pa ya da cha bang chati pa bang a tha pa po pa pa ni pa sati. Con xin được kể ạ. Bà bố bi ba sa ti tha răng ya cha ba băng na băng cha ti ya da cha băng cha ti ba băng a tha ba bố ba ba ni ba sa ti bà bố bi ba ba bố bi sa băng sa ti tha răng ya cha ba băng na băng cha ti ya da cha băng cha ti ba băng a ta ba po ba ba ni ba sa ti. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin đọc phần sự. Ông cấp cô độc Á Na Thá Vin Đi Cá phát tâm bố thí rất trong sạch để hộ độ tăng chúng, đã dùng hết phần lớn gia sản của ông. Không phải ông không còn của cải, nhưng vì những người thiếu nợ không trả đúng hẹn, lại thêm tài sản bị thiên tai, nên ông không còn đủ tài, đủ khả năng cúng dường những vật dụng cao quý như ban đầu. Một lần, có vị thiên nữ cư ngụ trong khuôn viên nhà ông có ý ngăn cản nên đã chỉ trích ông là phung phí tiền của. Nhưng ông không màng biết đến và cứ tiếp tục cúng dường để hộ độ Tam Bảo.
Sau cùng, vị thiên nữ đó đã ăn năn xin được sám hối vì có lời xúc phạm đến Tam Bảo, và cũng xin ông bá hộ tha thứ và cho phép tiếp tục cư ngụ chỗ cũ. Qua đó, Đức Phật ngợi khen hạnh bố thí của ông Anathabindika và khuyến dạy rằng trong đời này, một kẻ làm ác họ chỉ chấp nhận là ác khi mà họ phải lãnh chịu quả khổ đau của ác nghiệp chỗ sanh. Còn một người bắt đầu làm việc thiện, tuy họ vẫn gặp khó khăn do ác nghiệp quá khứ, nhưng khi quả thiện chín muồi thì chừng ấy họ sẽ được an vui. Dạ, con đã đọc và kệ xong rồi, con xin được xuống mic mời một vị khác. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức và Quý Sư Hiện Triện trong Đạo Tràng. Con kính cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tệ Duyên. Và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 122. Mà qua mạnh nhề tha bùng nát xa, Na mang tăng a gamit sati uda bindu duni te na uda kum pho bi bu bi bu ra ti thi ro bu ra ti bun nhạ bun bung nhát sa thô ca thô cầm bi a chi măng ma quang ye tha bung Na mang tăng a gamit sati uda bindu ni ba te na uda kum pho bi bu ra ti thi ro bu ra ti bung nhát sa thô ca thô cầm bi a chi năng ma qua ma nhê tha bung nhát sa Na mang tăng a ga mít sa ti u da bin đô ni ba tê na u da cum pho bi bu ra ti thi đô bu ra ti bung nhát sa thô ca thô cam bi ba chi năng Mà quá mạnh nhé thả bông nhát xa Na măng căng á gà mít xa ti U đá bin đô ni ba tê na U đá cung phô bì bù ra ti Thì rô bù ra ti bùng ngăn nát xa Thô ca thô căm bì ba chi năng Chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình Chư nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn Người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần Đấy của bạn dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu Dạ con cảm ơn cô Dạng Đông đã bắt duyên sự Con xin đọc duyên sự Một lần nghe Đức Phật thuyết pháp đề cập đến việc chung tay hùng phước cúng dường là cách làm phước mang đến nhiều quả an vui. Người thiện nam nọ đã xin một ngày đặt bát đến Đức Phật và tăng chúng và đi đến khắp mình cổ động cho mọi người cúng dường vật thực kẻ ít người nhiều. Tùy theo khả năng đến nhà một trưởng giả, ông trưởng giả tỏ ra khó chịu vì rằng thỉnh chi đông đảo tăng chúng rồi đi kêu nhưng rồi ông cũng đóng nhưng chỉ một phần rất nhỏ đến lúc mọi việc đã hoàn tất tốt đẹp người thiện nam trưởng nhóm hợp tất đã kể lại để tỏ lòng tri ân ông trưởng giả cũng đến dự nhưng với ý định sẽ giết người trưởng nhóm nếu vì vị này có lời khinh rẻ ông Tuy nhiên, người thiện nam, trưởng nhóm vẫn tán thán, đồng đều tất cả mọi người và cầu chúc cho mọi người được hưởng phước báu dồi dào. Ông trưởng giả cảm thấy ăn năn,
và xin được sám hối qua đó Đức Phật dạy trong việc làm phước không nên khinh thường, làm việc phước nhỏ nhen. Quả thật đối với các bậc hiền trí, việc làm phước giống như cái bình không đậy nắp hứng, những giọt nước mưa cứ liên tục hứng mãi thì ắt bình phải đầy. Dạ hết ạ, con kính cảm ơn cô Quát Thá Ná đã bắt bài và chú quên cô Hạng Đông của chú Quát Thá Ná, con xin sám hối. Dạ vâng, con kính mời vị kế. Con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 121. Ma wa man ye tha ba pa sa na ma tang a ga mi sa ti u da pin du ni pa te na u da kum pu pi pu ra ti purati palo papasa thokat thokat thokampi ajinam. Chớ chê kinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Ma quá manh nhê thà pa phán xa nam an tăng a ga min sa ti u da bin du ni ba te na u da kum po pi pu ra ti pu ra ti pa no pa pan sa tho ka tho kam pi a chi nang. Câu chuyện của một vị tỳ khu nọ không tâm đến lỗi lầm nhỏ mà thầy thường hay phạm phải. Vị ấy có tánh thường phung phí trong vật dụng, mặc dầu các vị khác nhiều lần khuyên giải, nhưng vị ấy vẫn cố chấp không sửa sai, vẫn một mực bỏ lửng, không để ý đến. Khi câu chuyện đến tai Đức Phật, trước mặt Đức Phật, vị ấy cũng cố gắng chống chế mà nói rằng ta không nên quá quan tâm đến những lỗi lầm nhỏ mọn như thế. Đức Phật khuyến giải rằng, không nên xem thường lỗi lầm, dầu nhỏ nhen thế nào, như cái bình không đậy nắp, để ngoài trời mưa, dầu rằng một giọt nước ít ỏi, không làm đầy bình được, nhưng nếu trời cứ mưa đi mãi thì sẽ tràn đầy nước mưa. Tạo nghiệp ác cũng như thế, cứ ngày, một ngày hai, lần lần các nghiệp ác lớn nhỏ sẽ chồng chất, dồn lại, sẽ thành một đống lớn. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Sa thu đảnh thầy tì nam. Nam mô Phật Thaya, nam mô nam mô Tham Maya, nam mô Sang Khaya, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin đọc kinh pháp cú số 122. Ma wa man ye tha punya sa na mang tang agami sati uda bindu ni patena uda kampo pi purati thiro purati punya sa thoka thokampi ajinang. Ma va man ye tha punya sa na mang tang agami sati uda bindu ni patena uda kampo pi purati thiro purati punya sa thoka thokampi ajinang. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Một lần
pháp đề cập đến việc chung tay hùn phước cúng dường là cách làm phước mang đến nhiều quả an vui. Người thiện nam nọ đã xin một ngày đặt bát đến Đức Phật và tăng chúng và đã đi khắp làng của mình cổ động cho mọi người cúng dường vật thực, kẻ ít người nhiều tùy theo khả năng. Khi đến nhà một trưởng giả, ông trưởng tỏ ra khó chịu, nghĩ rằng thỉnh chi đông đảo tăng chúng rồi đi kêu gọi khắp nơi, nhưng rồi ông cũng đóng góp nhưng chỉ một phần rất nhỏ. Đến lúc mọi việc đã hoàn tất tốt đẹp, người thiện nam trưởng nhóm hợp tất cả lại để tỏ lòng tri ân. Ông trưởng giả cũng đến dự nhưng ý định sẽ giết người trưởng nam nếu vì có lời khinh rẻ ông. Tuy nhiên, người thiện nam trưởng nhóm vẫn tán thán đồng đều tất cả mọi người và cầu chúc mọi người được hưởng phước báo dồi dào. Ông trưởng giả cảm thấy ăn năn và xin được sám hối. Qua đó, Đức Phật dạy trong việc làm phước không nên khinh thường việc làm phước nhỏ nhen. Quả thật, đối với bậc hiền trí, việc làm phước giống như cái bình không đậy nắp hứng những giọt nước mưa, cứ liên tục hứng mãi thì bình ắt phải đầy. Dạ hết. Dạ. Ủa không chịu con hết, không thấy bàn tay nào nữa. Dạ, kính mời cô tu nữ Như Pháp nha. Còn mỗi cô chưa được đọc ạ. Kính mời cô. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Pháp Thanh Á. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Minh Pháp Thanh Á. Dạ, con tri ân sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, Thanh Thủy ơi, có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông. Cô Hành Kiểm có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Dạ. Và một vị mới vào như lúc nãy, Thượng Đại Đức Tịnh Đạt có giới thiệu. Để coi đâu rồi, nick đồng mục tiêu rồi. Dạ, Lê Thành Sang, phải không? Dạ, không biết ông Bạch Sư, con đọc có đúng không Bạch Sư? Sư chắc giới thiệu vị này vô, chắc Sư biết cái nick này đúng hay không? Tại vì nick không có dấu nên con đọc đại. Lê Thành Sang, dạ, con kính tri ân Sư. Dạ, kính mời Lê Thanh Sang vào đạo tràng, có thể đưa bàn tay mình lên để ôn bài. Thủy, mời cô Hành Kiểm, có nghe được không ạ? Có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Mời cô Ái Kim nè, cô Ái Kim vào đạo tràng hoài mà không có chịu tay ôn bài nè, rất là ủng hộ đạo tràng nhưng mà không đưa tay ôn bài. Dạ chắc giác sàng chưa biết sử dụng các bạch sư. Dạ sư hướng dẫn giờ để tuần sau vào tại ôn bài. Đây là Hạnh Kiểm không có ở trước máy rồi. Dạ, Thanh Thị không có trước máy rồi. Thanh Thị chắc treo nít đây đi ngủ mất tiêu rồi phải không Vinh Quá Thanh Á? Dạ thôi thì bây giờ con xin được ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 121. Dạ Vinh Quách Thanh Á cho bài học nha. Dạ con xin ôn. Dạ cảm ơn Vinh. Dạ con xin ôn bài Pháp Cú Kinh số 121. Ma ba mi tha ba ba sa na mang tăng a gam mít sát uda bin duni ba tề na uda khum bồ bi bù ra ti ba lờ bù ra ti ba ba sát thô ca thô căng bi a chi năng ma ba ma ye tháp ba ba sát na măng tăng a ga mít sát ti uda bin duni ba tề na uda khum bồ bi rù ra ti bà lô bù ra ti bà bà sa thơ ca thơ căn bi a chi năng chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chê ác do chất chứa dần dần chớ chê khinh điều ác
ác cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Cha con xin được kể. Bà bà manh nghe thà bà bà xa nà mang na gà miệt ti ừ đã binh đu nì bà tê na ừ đã cung po bị bu ra ti bà lỡ bu ra thì ba ba xa thâu ca tâm bị a chi năng mà bà manh nhê thà bà ba xa nà măng tăng a gà mệt sa ti ừ đã binh đu nì bà tê na ừ đã cung po bị bu ra ti bà lỡ bu ra thì bà ba xa thâu ca thâu căng bị a chi năng. Dạ con được đọc xin phép được đọc biên sự. Cảm ơn cô Rằng Đông. Một vị tỳ khưu nọ không lưu tâm đến lỗi lầm nhỏ mà thầy thường hay phạm phải, vị ấy có tánh thường phung phí trong vật dụng. Mặc dù các vị khác nhiều lần khuyên giải, nhưng vị ấy vẫn cố chấp không sửa sai, vẫn một mực bỏ lửng không để ý đến. Khi câu chuyện đến tai Đức Phật, trước mặt Đức Phật, vị ấy cũng cố gắng chấp chế mà nói rằng ta không nên quá quan tâm đến những Ta không nên quá quan tâm đến những lỗi lầm nhỏ mọn như thế. Đức Phật khuyên giải thầy không nên xem thường lỗi lầm, dầu nhỏ nhen thế nào, như cái bình không đậy nắp để ngoài trời mưa, dầu rằng một giọt nước ít ỏi không làm đầy bình được. Nhưng nếu trời cứ mưa đi mưa lại mãi thì bình sẽ tràn đầy nước mưa. Kẻ tạo nghiệp ác cũng như thế, cứ ngày một, ngày hai, lần lần các nghiệp ác lớn nhỏ sẽ chồng chất dồn lại sẽ thành một đống lớn. Dạ, dương sự đến đây hết. Dạ, con chọn câu 121 này. Dạ, con thực sự là không có nhớ dương sự, nhưng mà con hiểu cái câu của Ngài Hòa Thượng Minh Châu: chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Dạ, để tự nhắc nhở mình là điều ác dù nhỏ mấy cũng không nên làm, vì mình làm dần dần sẽ thành tạo một điều ác lớn. Và cũng như vậy, việc thiện nhỏ dù nhỏ thế nào cũng đừng nên bỏ qua, nếu đến tay mình thì phải làm liền. Tại vì con nghĩ rằng cứ nước nhỏ từng giọt rồi cũng sẽ đầy bình. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo. Dạ, bây giờ con không còn thấy vị nào nữa. Con kính dân mít đến sư. Dạ, cũng đã hết giờ rồi. Con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai. Rất là hoan hỷ ngày hôm nay cũng như là những ngày qua, các quý vị đã tham gia rất là đông đủ ở các cái diễn đàn, các cái buổi học. Và ngày hôm nay thì cái số lượng tham gia nhiều hơn những kỳ trước, một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Mong rằng quý vị cùng với ban tổ chức cũng như là các vị giảng sư, để mà chúng ta tiếp tục duy trì cũng như là phát triển cái diễn đàn Pháp Cú Kinh, cũng như là duy trì cái nơi để mà chia sẻ Phật Pháp, chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, để cùng nhau học hỏi, cùng nhau vượt qua những cái khó khăn, giúp cho cái cuộc tu của mình sớm ngày thành tựu những cái kết quả
tốt đẹp, thành tựu đạo quả. Thưa quý vị, rằng ngày hôm nay chúng ta ôn lại bốn câu kệ ngôn pháp cú, câu 119 đến 122. Trong bốn câu này thì thật sự ra có nhiều cái điểm tương đồng, nhiều cái điểm tương đồng, mà chắc chắn rằng những cái bản dịch đã lột tả phần nào rất là sáng cái ý nghĩa mà Đức Phật Ngài muốn nhắn gửi đến, kể cả phần Pali cũng như là phần Việt ngữ. Cái tích truyện duyên sự làm cho chúng ta có thêm cái thông tin, cũng như là thêm cái nguồn cớ, thêm một cái bài học kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm thật, mà đôi khi chúng ta cũng từng gặp hay là sẽ gặp ở trong cái cuộc sống của mình. Thì khi mà chúng ta gặp những cái tình huống tương tự như là cái duyên sự thì chúng ta sẽ nhớ cái câu pháp cú. Còn nếu mà chúng ta chỉ học câu pháp cú thôi đó, thì quý vị sẽ nhớ câu pháp cú, nhưng đôi khi lại không có cái cớ để mà nhớ, thì làm cho chúng ta bị quên, dễ quên. Còn nếu mà chúng ta trước giờ mình cũng rơi vào cái trường hợp giống như là ông cấp cô độc, mình có tâm bố thí mà bị người khác ngăn cản, bị người khác cản trở, người trong nhà hay là người hàng xóm hay là người bạn hữu, thì chúng ta lại nhớ câu pháp cú, có cái câu pháp cú nào mà nó giống giống vậy hay không, chúng ta lại nhớ câu pháp cú 119, 120. Điều ác, điều thiện, khi mà mình là cái người mà làm ác, họ không biết họ làm ác, cho tới khi nào mà cái ác nghiệp nó trổ đau khổ đó, thì họ mới biết cái do cái ác nghiệp mà bây giờ phải chịu khổ, tới cái lúc mà quả trổ đó, thì mới chấp nhận. Còn cái người làm thiện đó, tuy nhiên tuy mà cái cuộc sống vẫn còn bấp bênh do những cái khó khăn, những quả, những cái ác nghiệp trong quá khứ mình từng làm đó, nhưng mà tương lai chắc chắn rằng do chính cái thiện nghiệp này sẽ đưa đến cái quả an vui. Và như là trường hợp của cái ông trưởng giả mà hùng một chút xíu, đóng góp một chút xíu trong cái cuộc làm phước của tập thể đó, mình đôi khi mình cũng rơi vào trường hợp đó, hoặc là mình thấy những người xung quanh mình rơi vào trường hợp đó, cái tự nhiên mình nhớ trong pháp cú cũng có chuyện cũng gần gần giống như vậy. Thì lúc đó là mình nhớ lại trong cái tình huống này thì Đức Phật Ngài dạy cái gì để mà sắp tấn khích lệ cho cái tình huống này. Thì lúc đó là mình nhớ lại cái việc mà hai câu kệ ngôn pháp cú 121, 122. Đó là cái cách để mà chúng ta tận dụng những cái duyên sự để chúng ta ghi nhớ. Và trong bốn câu kệ ngôn pháp cú này đó, thưa quý vị, rằng có những cái điểm chung nói về việc làm lành, việc làm phước, cũng như là việc làm ác. Cái điểm chung như thế này, đôi khi chúng ta, những người đi làm phước đó, thì chúng ta phải nghĩ rằng làm phải làm cho lớn, làm thì phải làm cho người khác thấy mình làm. Còn những việc nhỏ nhặt, những việc mà không ai thấy thì thôi mình đừng có làm, mình làm cũng không ai thấy. Đôi khi làm phước mà bị dính vào cái tám ngọn gió đời đó, bị dính vào cái khen chê, bị dính vào cái lợi danh đó, thì chính vì cái việc làm phước như vậy bị lợn cợn bởi những cái phiền não đó, thì nó làm cho mình bị hạn chế. Và với những cái việc mà nhỏ nhặt, Tình Đạt thí dụ như là bây giờ chúng ta đi vào chùa, chúng ta đi vào những cái nơi thanh tịnh, chúng ta thấy cái sân dơ hay là thấy bị rác dơ, chúng ta nhặt rác, chúng ta quét sân. Rồi đi đến cái bệ Phật
cái nơi thờ Phật cảnh thì chúng ta thấy dơ, chúng ta tìm cách để mà làm sạch. Thì chính những cái tâm thiện với những cái công đức rất là thầm lặng, không cần phải ai hay biết, chính vì những cái đó đó, chúng ta đừng nói đến, đừng bàn đến cái kết quả, mà chúng ta hãy nhìn nhận rằng chính những cái việc mà phát khởi bằng cái sự hoan hỷ là một cách không có ai kêu, ai sai, ai bảo, chính những cái lúc đó nó nuôi cái tâm thiện mình lớn mạnh. Cái tâm thiện nó nuôi cho cái ý chí làm thiện của mình được lớn mạnh. Cái việc này trong Pháp Cú thì nói rằng là những như là cái bình hứng nước mưa, từng giọt, rồi nó sẽ tràn đầy. Tràn đầy ở đây nó sẽ có nghĩa đó là quả trổ sanh thù thắng, và cũng có nghĩa đó là giúp đỡ trên con đường thành tựu đạo quả Niết Bàn. Một cái ví dụ nhỏ nhỏ đó, giống như là chúng ta có một cái dự định để mà tạo một cái buổi lễ cúng dường, hay là dự định cho một cái tổ chức một cái buổi tiệc, hay là dự định cho một cái chuyến đi du lịch. Thì bây giờ bỏ số tiền lớn thì chúng ta thấy không có một lúc mà bỏ một số tiền lớn thì nó không có khả năng, cũng như là cái tâm của mình nó không có đủ mạnh mẽ, thì bây giờ mình phải bỏ ống, nhà bỏ ống heo. Thì chúng ta bỏ ngày ít, ngày 1, ngày 2, cỡ ít ít mình bỏ riết, mình để ống heo riết mà mình không nhớ cái ống heo đó là bao nhiêu trong đó nữa. Nhưng mà đến khi mà nó để đầy rồi đó, thì cái ngày mà chúng ta đập ống heo đó, chúng ta mới thấy rằng cái số tiền tích góp nó nhiều mà chúng ta cũng không hay biết. Cái việc đó cũng giống như là chúng ta làm những cái phát khởi những cái tâm thiện đó. Ngày 1, ngày 2 tuy là thầm lặng, kín đáo, không ai hay biết, cũng không cần phô trương, nhưng nó sẽ nuôi dưỡng cái thiện chí của mình đó, càng ngày càng lớn mạnh, và tới một lúc nào đó chúng ta sẵn sàng để mà xả ly, sẵn sàng để mà chấp nhận cái cuộc sống xuất gia, sẵn sàng để mà chúng ta từ bỏ những cái ràng buộc của thế gian. Quý vị, chúng ta sẽ thấy được cái mãnh lực của cái phước thiện, cái tâm thiện nó nuôi dưỡng mình. Còn ngược lại cái ác cũng vậy. Những cái lúc mà chúng ta không để ý, hay là vô tình cũng như là sơ ý, không có quan tâm đó, thì những cái việc mà ác thì nó không phải là ác, xấu nó không phải là xấu, nhưng mà thói quen không có tốt, những cái thói quen không có tốt, thì chính vì những cái thói quen không có tốt đó, nó dần dà nó tạo thành một cái tật, cái thói quen nó thành cái tật. Quên quý vị có nghe rõ không? Thành cái tật. Cho nên nếu như mà cái tật thành cái tật như vậy thì nó rất là khó để cho mình sửa đổi thành cái người tốt. Bây giờ thì chúng ta cũng hết giờ rồi, tới 8 giờ. Thì hẹn quý vị ở những cái buổi sinh hoạt kế tiếp. Hôm nay chúng ta sinh hoạt ôn tập 4 câu kệ ngôn. Thì ngày tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 123, câu số 124 và câu số 125. Chúng ta sẽ tiếp tục với 3 câu kệ ngôn Pháp Cú ôn tập 123, 124 và 125. Một lần nữa Tình Đạt chúng con xin tri ân chương và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh và tham gia rất là đông đảo, nhiệt tình ở trong cái lớp học ôn tập cuối tuần này. Và một lần nữa con kính chúc Chư Tăng và tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ.
Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bằng quốc tử sắp bằng mang lăng ra khăn tử sắp bê đê quốc tử sắp bằng đà nở phá quê nơ sá đa sá thi hoàn trụ tê. Bằng quốc tử sắp bằng mang lăng ra khăn tử sắp bê đê quốc tử sắp bằng hàm ma nở phá quê nơ sá đa sá thi trụ tê. Bằng quốc tử sắp bằng mang lăng ra khăn tử sắp bê đê quốc tử sắp bằng sẵn khá nở phá quê nơ sá đa sá thi hoàn trụ tê. Tất cả anh phương hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học Pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và đề quá ta sân ti quý hà ra hoa sĩ ni thu pê gà rê bồ thi gà rê tà hình tà hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thế ca cha vi ca ta ra vi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ya ít sa ra u ta su khi ta pa tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ye ni kang tha wa rang pa ti cha te